Em học sinh đến với chuyên mục học toán nâng cao lớp 3 cùng với thầy Trường. Thế thì hôm nay thầy giáo sẽ trao đổi với các em một cái dạng toán, đó là khi viết thêm chữ số vào bên trái một số thì số đó thay đổi như thế nào. Thế thì hôm nay thầy giáo sẽ trao đổi với các em bài đầu tiên. Thế và thầy giáo lưu ý là các em muốn học lâu dài với thầy, học hết các dạng toán lớp 3 thì các em hãy đăng ký kênh YouTube của thầy, ấn vào hình cái chuông để nhận thông báo các video mới. Thế còn bây giờ thì chúng ta bắt đầu bài đầu tiên, xem là bài đầu tiên hôm nay như thế nào. Mời các em. Chúng ta có bài toán sau. Bài 1. Tìm số có hai chữ số, biết rằng khi ta viết thêm chữ số 2 vào bên trái số đó thì được số có 3 chữ số gấp 9 lần số ban đầu. Thế thì bây giờ để làm bài toán này thì thầy giáo sẽ phải tìm hiểu xem là bài toán cho biết gì, yêu cầu làm gì. Và để tìm hiểu điều đó thì thầy giáo lấy giấy nháp ra. Thầy giáo vừa đọc vừa viết vẽ vào. Thế mục đích của thầy giáo, tại sao thầy giáo vừa đọc vừa viết vẽ vào? Bởi vì khi các em vừa đọc, vừa viết ra, vẽ ra thì các em sẽ khắc sâu được cái đề bài. Đó, giả sử chúng ta không giải được ngay thì các em có thể nghỉ giải lao, các em có thể làm việc khác, nhưng mà các em vẫn nhớ được tên đề bài, nhớ được đề, và các em vẫn suy nghĩ, và có khi là chúng ta sẽ nảy ra cách giải. Đấy là thầy giáo yêu cầu như vậy nhá. Thế bây giờ là tìm số có hai chữ số này. Thầy giáo cứ đọc tới đâu viết tới đấy. Tìm số có hai chữ số. Đó. Khi viết thêm chữ số 2 vào bên trái nhé. Viết chữ số 2. Chữ số 2 vào bên trái. Đó, các em lưu ý cho thầy giáo. Thì được số có 3 chữ số. Được số. Đương nhiên là số có 2 chữ số, viết thêm chữ số 2 vào thì là 3 chữ số rồi. 3 chữ số gấp 9 lần ban đầu. Đó. Bây giờ thầy giáo tìm hiểu xem là bài toán cho biết gì nào. Cho biết số này là số có 2 chữ số, các em lưu ý này, số có 2 chữ số. Thế thì giả sử thầy giáo đặt cái số đó là AB. Thì đây là số có 2 chữ số nhá. Khi viết 2 vào bên trái thì các em hiểu là gì? Bên này là bên phải của số AB này, bên này là bên trái này. Đấy, viết 2 vào như thế này. Đó. Thì được số có 3 chữ số. Đây, các em rõ ràng là số có 3 chữ số đây rồi. Mà cái số này này thì lại gấp 9 lần. 9 lần số ban đầu, tức là AB. Đó. Thì đấy là thầy giáo đã tìm hiểu bài cho biết gì và yêu cầu làm gì. Yêu cầu là tìm cái số có 2 chữ số đó. Đó. Thế thì đấy. Thế thì với cái dạng toán này thì các em suy nghĩ đi, xem là chúng ta giải như thế nào. Thế thì theo như các em đã được học này, các em cho thầy giáo biết là giá trị chữ số 2 là bao nhiêu. Đấy, giá trị chữ số 2. Là chính là bằng bao nhiêu nhỉ? 200. Lý do tại sao thầy giáo lại bỏ giá trị chữ số 2 bằng 200? Bởi vì 2 này đứng ở hàng trăm. Cái này các em đã được học rồi nhé, bằng 200. Thế thì các em biết là khi mà có một cái số này, AB này, mà ta viết thêm chữ số 2 vào đây, thì cái số này tăng lên bao nhiêu? Tăng lên 200, bởi vì chữ số 2 đứng ở hàng trăm. Tăng lên 200, tăng 200 so với AB, tức là so với số ban đầu. Đó, các em lưu ý như vậy. Thế như vậy qua đây thì thầy giáo sẽ kết luận là gì? Khi viết chữ số 2 vào số có 2 chữ số, bên trái số có 2 chữ số, thì số đó sẽ tăng thêm bao nhiêu nhỉ? Tăng thêm 200. Đó, thế là số đó tăng thêm 200. Thế đấy là cái câu rất là quan trọng nhá, câu rất là quan trọng. Thế thì khi tăng lên 200 rồi ấy, thì bây giờ thầy giáo thế này, số ban đầu này. Số ban đầu này. Nếu thầy giáo biểu diễn số ban đầu là một đoạn như thế này thì khi thêm bao nhiêu nhỉ? Thêm 2 đúng không? Và bên trái vân vân đấy thì gấp mấy lần? Gấp 9 lần, như vậy sẽ bằng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 đấy. Gấp lên như thế. Thế mà các em biết là gì? Cái số khi viết thêm 200 này chính là thêm chữ số 2 vào thì chính là thêm 200. Như vậy cái đoạn này là đoạn thêm này. Nó tương ứng với 200. Đó, nó tương ứng với 200. Thế thì dựa vào cái sơ đồ này là các em có thể giải được 200 này tương ứng với bao nhiêu phần? 200 này tương ứng với bao nhiêu phần? Là 9 phần. Nhưng bớt một phần này đi thì là tương ứng với 8 phần, đúng không? Hoặc các em lấy 9 phần trừ 1 phần thì cũng là ra 8 phần cả. Đó. Vấn đề là 200 tương ứng với 8 phần. Thế mà nếu các em lấy 200 mà các em chia cho 8 thì sẽ ra 1 phần, mà 1 phần chính là số ban đầu. Như vậy tìm số ban đầu rất là đơn giản. Có đúng không các em? Thì đấy chính là nội dung mà thầy giáo muốn trao đổi với các em về cái cách tư duy của cái bài này. Thế nói như thế có nghĩa là gì? Bài này sẽ có nhá, sẽ có hai cái rất quan trọng mà các em phải lưu ý. Đó là các em sẽ khẳng định khi viết 2 vào thì nó tăng bao nhiêu. Nó tăng bao nhiêu. Đấy, điều quan trọng thứ nhất này. Đó. Và điều quan trọng thứ hai là các em vẽ được sơ đồ. Khi các em vẽ được sơ đồ thì các em nhìn vào sơ đồ các em giải được. Đấy là có hai điều quan trọng để chúng ta giải cái bài toán hôm nay. Thế bây giờ thầy giáo sẽ vào trình bày bài. Đấy, các em lưu ý cho thầy giáo. Đầu tiên để trình bày bài thì thầy giáo phải viết một cái câu khẳng định là gì? Khi viết thêm 2 vào bên trái, đúng không? Khi câu này thầy giáo hay nói là cái câu thần chú đấy. Phải biết được câu này thì mới giải được cái dạng toán như thế này. Khi viết chữ số 2 vào bên trái số có 2 chữ số thì số đó tăng thêm 200 đơn vị. Đó, thì số đó tăng thêm 200 đơn vị. Đó. Thế bây giờ thầy giáo là ta có sơ đồ, đúng không? Bây giờ là ta có sơ đồ. Ta có sơ đồ sau. Đó. Là đầu tiên là cái số ban đầu. Và thứ hai nữa là khi thêm 2 vào bên trái. Thầy giáo phải viết cụ thể như thế này trước. Thế thì để vẽ thì thầy giáo phải vẽ tận ra đây, đúng không? Số ban đầu. Khi trình bày bài thì các em phải dùng thước nhé. Dùng thước. Số ban đầu nếu các em biểu diễn bằng một đoạn thẳng. Đó, bằng một đoạn thẳng như thế này. Vậy thì khi thêm 2 vào nó sẽ gấp lên 9 lần. Thì tức là bằng 9 đoạn thẳng như thế này. Thầy giáo chấm trước nhé. Đấy, chấm trước này. 1 này. 2 này. 3 này. 4 này. 5 này. 6 này. 7 này. 8 này. 9. Đó. Thế khi mà thầy giáo đánh dấu được rồi thì thầy giáo kẻ. Đó, thầy giáo kẻ. Thế và bây giờ chúng ta xác định cái gì? Khi thêm 2 vào thì cái số này nó tăng thêm 200 đơn vị. Thì các em nhìn cái số bên dưới so với số bên trên thì phần nào là phần tăng thêm, đúng không? Thì phần bắt đầu từ đây này. Đó, phần này này. Đó, phần này là sẽ tăng thêm 200 đơn vị. Đó. Và người ta hỏi cái gì? Hỏi số, tìm số ban đầu, tức là số có 2 chữ số. Đây. Đó. Thế đề đấy là thầy giáo đã tóm tắt xong. Thế nhiệm vụ của thầy giáo bây giờ là giải cái bài toán này. Giải vào thì các em với lớp 3 thì các em sẽ có một cái câu nói thế này: nhìn vào sơ đồ ta thấy cái gì? Đó, chứ các em không cần phải làm phép tính. Bình thường thì các em sẽ phải biết được là 9 phần này trừ đi 1 phần này thì còn 8 phần. Tuy nhiên các em có thể khẳng định luôn, nhìn vào sơ đồ thấy 200 tương ứng với 8 phần. Đó. Nhìn vào sơ đồ ta thấy 200 tương ứng với 8 phần. Đấy, với 8 phần. Mà 8 phần này chính là 8 lần số ban đầu đấy các em này. Thế vậy muốn tìm số ban đầu thì thầy giáo chỉ việc lấy 200 chia cho 8 ra 1 phần. 1 phần chính là số ban đầu. Vậy số phải tìm là các em lấy 200 chia cho 8 xem bằng bao nhiêu. Các em nháp cho thầy giáo. 200 này chia cho 8 này. 20 mà chia cho 8 thì được 2. 2 x 8 bằng 16, 20 trừ 16 còn 4. Hạ không xuống là 40 chia 8 được 5. Như vậy thầy giáo được 25. Đó. Thế thì như vậy là số phải tìm chính là 25. Còn nếu muốn thử lại thì các em thử lấy thử thì các em viết thêm chữ số 2 vào xem có đúng thế không. Nhưng mà thử trường hợp này là phải khó hơn. Đó. Hoặc là các em lấy 25 nhân với 9 lần thì xem có bằng là 225 không. Đấy là cách thử. Thì bây giờ thầy giáo viết đáp số. Đó. Thế như vậy là hôm nay thầy giáo đã trình bày xong cái bài đầu tiên của cái chủ đề hôm nay. Thế nếu các em chưa hiểu vấn đề gì hay muốn hỏi thầy giáo thì các em hãy viết nhận xét dưới mỗi video và thầy giáo sẽ trả lời. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các em ở video tiếp theo. Xin chào.